vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Cuối tuần thì mình sẽ làm clip về triệu vấn nha anh em. Thì mình xin chúc toàn thể anh em luôn là vui vẻ và leo rank thành công. Ở clip này thì mình sẽ mang đó triệu vấn đi rừng. Và triệu vấn thì thực tế là một chất tượng khá là khỏe, đặc biệt là giai đoạn cuối game leo rank cực kỳ là tốt nha anh em. Mức rank nào thì anh em cầm đi rừng cũng được cả. Ở trận đấu này nếu mà mình win thì sẽ lên được 2 sao anh em ạ. Bởi vì đủ đó là tính túi rồi, hình như là 395 đó là điểm tính túi rồi anh em ạ. Thì nếu mà trận đấu này win thì chắc có lẽ là lên 10 sao luôn, cao thủ 10 sao luôn. Thì sẽ cố gắng đó là đánh và win nha anh em. Đầu game thì tem đi cũng khá là gắt anh em ạ. Đỉnh sáng cửa bút xanh của tem binh, nhưng mà tem binh thì cũng có sự đề phòng. Chơi triệu vấn thì chả sợ gì, chỉ sợ lỡ cướp ở giai đoạn đầu game thôi. Còn lại thì không quá đáng sợ như anh em. Ở trận đấu này thì tem bên địch cũng khá là khỏe và khó chịu ấy. Ở đường ta thân thì chắc chắn đó là Zuka không có cửa nào để ăn được Amelie rồi. Ở đường giữa thì Ra cũng khá là khỏe. Ở đường rồng thì Ma Lốc đầu game cũng khá là khỏe nhá. Uầy, pha này thằng này liều mình có chiêu cuối rồi. Nhưng mà hiện tại thì chưa đủ năng lượng anh em ạ. Và đủ năng lượng phá thì có mang dành cho mình. Thì bây giờ mục tiêu thì chắc có lẽ là con rồng, nhưng mà hiện tại thì xạ thủ của tem địch đang lên nhá. Rồi pha này bắt được hay không? Nó thấp máu rồi, nhưng mà với Elando thì một chất tưởng rất chỉ là cơ đồng. Thế là pha đó thì mình cũng không bắt được ấy. Và này sẽ lùi lại và ra đẹp linh bít. Thì bây giờ mình nghĩ đó là rừng tem địch đang ăn con rồng nhá, nên là mình sẽ di chuyển qua bộ xanh của tem địch. Bởi vì lúc này thì tem mình thấp máu hai người đó đã chạy về rồi, mình cũng không ăn được con rồng nữa. Nên là tem địch thì ăn con rồng thì mình sẽ di chuyển qua bộ xanh của tem địch thôi. Tôi xong Zuka rồi, Zuka làm gì có cửa để ăn Amelie. Phá đỏ thì chắc chắn phải rút rồi. Bởi vì rừng tém địch ăn con rồng sống phạt thì chắc chắn nó sẽ về cái vua sánh. Và khi tập trung đồng thì tém mình làm sao rào tránh được, hơn nửa giai đoạn đầu game Zuka khá là yếu. Không thể nào ăn được Amelie nhá. Dốc cớ nó còn này chiêu anh em ơi. Thôi xong rồi, bị ra nó đầm liên hoan luôn anh em ạ. Combo hay thế. Ra em bàn chơi hay anh em ạ. Nãy giờ cứ toàn đầm bu âm binh rồi. Một quả combo rất chi là tốt. Ở chung rank thì cũng không phải thấp nữa anh em ạ. Cáo thì cũng không phải, tâm cáo sủ chục sáo thế này thì nói chung cáo thì cũng không phải là cáo. Nhưng mà thấp thì để người ta chơi kém thì cũng không đúng. Nói chung chơi cẩn thận nha anh em. Thôi xong rồi, xạ thủ tém binh không chạy nổi rồi anh em ạ.
bắt luôn. Ôi, vẫn còn luyện ngục kia. Thôi xong rồi, pha này mình hết năng lượng rồi nhanh. Ôi, chặt về tém mình thám thế. Mình hết năng lượng rồi, làm sao mà vào trụ, mà phá đổ vào trụ thì chắc chắn là tối đá thì chỉ hạ gục được Ma Lộc thôi. Dừng. Mình hết mana mà, làm sao mà vào được, phá đổ thám quá chứ thám thì cũng chỉ đổi mang với Ma Lộc thôi. Khó khăn trong chất khó khăn rồi anh em ạ. Ây, tém địch anh em thấy. Tém địch nó cứ ép bố sánh mình kia. Đường ta thân thì rú cá lại thua Amelie rồi. Khổ mình chưa gánh được cho rú cá đây này. Nghỉ cùng tôi mà thôi thì cũng không biết làm gì cả anh em ạ. Và này rình rập đấy có bắt được ai không? Mịt đâu, hỗ trợ mình với. Ui, cố ăn con bùa. Ôi thôi xong rồi, sai rồi anh em ạ. Sai thật rồi, vì con bùa phạt mà thôi xong luôn, đỉnh mình. Nhiều khi anh em thám con bùa vậy anh em ạ. Phá đổ chạy là sống rồi đấy. Thọt quá trời luôn. Nhưng mà rất may đó là hiện tại bây giờ thì trù vẫn chưa mất phải là quá nhiều nha anh em, vẫn phám được ấy. Quan trọng là tém mình bây giờ ốm một xíu kìa, tém nó khá là khỏe ở giai đoạn đầu. Ma Lộc rồi thêm dốc cớ nữa ấy. Amelie đi solo thẳng đường nửa ra thì cũng rất chỉ là khỏe và khó chịu. Mình thì giai đoạn đầu game yếu nha anh em. Nói chung khi mà ở thì anh em bị thọt thế này thì cố gắng tích cực farm nha anh em, đặc biệt là đừng để mất búa sánh. Triệu vấn mà mất búa sánh thì chả khác nào đó giảm đi 50% sức mạnh cả. Bây giờ cố gắng đẹp trù thôi, tém địch thì đang ép trù khá là gay gắt. Ôi thôi xong rồi, đường rồng tém mình lại toáng rồi ông anh em ạ. Ok pha này, uầy ăn được cái màn chấm dứt kia thơm thơm. Ma Lộc nó trâu quá anh em ạ. Ma Lộc thời điểm hiện tại thì rất chỉ là khỏe nhá. Và qua bản cập nhật tiếp theo thì Ma Lộc sẽ bị giảm sức mạnh anh em ạ. Ra tem địch chơi hay quá. Nãy giờ nó bắt mình hai lần rồi anh em ạ, xíu nữa sẽ trả thù nhá. Vào tù rồi, nó đang con bò kia. Tém mình hơi thỏ đấy anh em ạ, toàn chưa ai ăn được màng nào hỉ đây. Mới chỉ mình và bị đắn thôi, 02, 03, 03 gì á. Thế này thì thọt mất. Ok, bây giờ thì chắc có lẽ là tém mình cần phám thôi. Bây giờ mà giáo tránh được thì chắc chắn rất chỉ là khó. Thôi mấy ông ơi đừng thám nữa, mấy ông ơi phám đi. Thế luôn này, trận này mà không được phám nữa thì khá là khó ấy. Bởi vì tém đi có Ma Lộc nó ép trụ khá là kinh anh em ạ. Lại có bùa xanh chơi rồi, Triều Vân mà có bùa xanh đi cực tốt rồi. Lại đánh nhau rồi, ôi rú béo quá yếu đi. Rú béo tầm này chứ đủ đô để có thêm một con bó ngủm đâu. Thôi xong rồi, pha này thì ốm thôi. Mình không giảm lao lên luôn anh em ạ. Bên kia thì có dốc cớ nó nè đám vật lý. Kèm theo đó thì Elando cớ đồng nữa. Ra thì cũng combo cớ đồng nữa ấy. Bỏ trù nhá. Chắc có lẽ là bỏ hết trù gian ngoài anh em ạ. Thôi pha này bắt được Amelie hay không này. Rồi Zuka đâu? Rú béo đâu? Đấy, thể hiện sức mạnh của gấu béo đi. Đặt cái móng đe xuống phạt Amelie ngủm. Phải thế chứ. Nói chung rú béo cũng phải có vài ba món đồ anh em ạ, bên bây giờ mới được hơn món kia. Bắt này, trả thù này. Uầy, nó tốc biến đi mất rồi anh em ạ. Dùng tất cả chiêu thức bỏ chạy mất rồi.
Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ đẩy đường này lên cao một xíu nha anh em. Thôi xong rồi, Du Béo tém mình lại dọc cơ hành rồi. Thực sự thì Du Béo trận đấu này cũng bị khắc chế bởi dọc cơ ấy. Dọc cơ mà nó sánh một con bó Du Kéo ngủm thôi à. Hy vọng là tém mình có thể thủ trụ được để mình có thể đẩy lẻ nha anh em. Tém mình mà thủ được thì mình không cần về, mà tém mình không thủ được thì mình phải về thôi. Và mình nghĩ thì chắc có lẽ là cũng đẹp trụ được. Bởi vì hiện tại thì tém mình có 3 người mà. Chả nhẹ 3 người không đẹp trụ được. Ôi, bắt trả thù. Ôi, lần này lại không được rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao cả, dù sao thì nó mất chiếu cuối rồi nhá. Bây giờ mình đẩy được cái trụ này là lời rồi. Nãy giờ thì anh em thấy đó, tém mình chưa có một cái trụ nào cả. Bây giờ có được 2 cái trụ rồi thì ôi, thôi xong rồi, pha này thì đình mệnh rồi anh em ạ. Lạc lối rồi. Chưa giao tranh được đâu. Ôi. Lại toán rồi anh em ạ. 0304 05. Nói chung tém mình rất chi là tích cực anh em ạ. Gọi là tiến dân đều. Không ứng án được màng nào thế này thì rất chi là khó để đánh nhá. 68 rồi, khá là khó chịu anh em ạ. Dù cá bây giờ chưa lên được 2 món đồ luôn. Mới lên được cái thương xuyên phá. Rồi phá này bắt này, trả thù này. Trả thù lần 3 này. Uầy, trả thù được rồi anh em ạ. Bắt luôn Amelie nhá. Chơi luôn. Ok, hiện tại thì tém mình ra kịp thời rồi anh em ạ. Nên là pha này thì đẹp được trù. Chỉ mất một đường lính siêu cấp thôi. Bắt luôn anh Trang rồi là má lốc này. Trâu thì đánh lấu cũng chết anh em ạ. Lật keo là đấy chứ đâu nữa. Ăn nhưng mà chấm dứt đây thì thực sự rất chỉ là tốt nhá. Được rất chỉ là nhiều vàng luôn. Ăn một màng chấm dứt băng đó là 2-3 màng đó là bình thường. Nhưng mà tém địch cơ hội quá, anh ta thân xế giá mất rồi. Bây giờ thì nói chung lượng đô của mình bây giờ thì đủ để sốc đám rồi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tém anh em ạ, dù sao thì cũng game đồng đội mà. Dù béo tém mình lại lạc loài và lên dĩa rồi. Và này mình rình rập đấy nhá. Hiện tại thì xa thủ của tém địch chắc có lẽ đang ăn con rồng. Rồi pha này bắt được. Uầy. Anh em thấy gì không? Lượng đám của mình bây giờ rất chỉ là lớn rồi nhá. Bắt phạt xa thủ tém địch bốc hơi luôn. Rừng tém địch chứ. Có double kill rồi. Chơi luôn. Cơ động của anh em ạ. Nó giống như Mura đấy, có thể rất bóng về nhá. Rồi bắt này, lần này thì hết bóng này. Elan đồ là một chất tưởng máu đó chỉ là mỏng. Ôi, thôi xong rồi, pha này ma lốc có sát thương chuẩn. Mình có gắng tay thỉnh nồi nhưng mà ma lốc có sát thương chuẩn anh em ạ, không làm gì được. Trận đấu này thì mình phải lên cho nó gắng tay thỉnh nồi bởi vì bên kia là dốc cớ mà. Nhưng mà lên phun đàm thì mệt nha anh em. Mình mà lên phun đàm thì có thể một con bó của dốc cớ mình không kịp làm gì luôn ấy. Chứ lên cái gắng tay thì đôi lúc vẫn còn chơi được. Uầy, ra tem địch khá là hay nhá. Nhưng mà cái kết thì bây giờ là vì tem mình được bắn rồi anh em ạ. Giai đoạn đầu game thì cho dù fit thì chẳng nữa. Nhưng mà giai đoạn về sau thì là vì cũng rất chỉ là khỏe nhá. Về bảng ngọc thì mình sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ mình sử dụng cho nó 5 viên tỷ lệ chỉ mang, 5 viên công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím sẽ lên cho nó tốc đánh tốc chạy. Và ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp nhá. Còn về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má tính thôi. Thời điểm mà tiếp theo khi cập nhật thì má tính sẽ bị giảm đó là khả năng miễn thương. Nhưng mà vẫn còn đó là giảm hồi chiếu nha anh em. Khi kích hoạt thì chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại ấy. Còn về trang bị thì mình bỏ góc màn hình thôi. Trang bị cụ thể thì đó là kiếm truy hồn, dây kiến cương, phức hợp kiếm. Rồi gắng tay rồi nánh, giáp hồ mệnh thôi. Biểu đồ này thì gần như là mạnh nhất rồi. Ôi rồi pha này mình lại bắt nhá. Dốc cớ này. Này thì dốc cớ hết chiêu 2 chứ. Hết chiêu 2 thì nằm xuống này. Bắt luôn. Ôi tém mình chết mất 2 người rồi anh em ạ. Ôi double kill rồi. Bắt luôn này. Lần này trả thù hết. Triple kill rồi. Ôi cần nắm là đấy. Cần nắm là đấy. Quá đa kill rồi, cho mình mega kill đi. Không được biệt được mega kill ta. Quá đa kill ơi, mega kill rồi. Ôn mid win luôn.
Ê phá đỏ. Ổn anh em ạ. À. Một pha giao tranh thẳng phát thì win luôn nhá. Hiện tại thì 11 giây nữa dốc cơ mới ra thì chắc có lẽ là không kịp đâu. Tên bạn bảo từ từ, ôi từ từ làm sao được nữa. Rồi, chỉ mình dốc cơ ra thì chắc chắn trận đấu này sẽ kết thúc rồi. Ok, và trận đấu kết thúc ở đây rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình. Nếu mà thấy hay thì đừng quên đó là cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em. Trận đấu thì cũng khá là khó khăn và trận đấu này thì chắc chắn thì sẽ lên 2 sao luôn. Bởi vì hiện tại thì tính túi đó là 395 rồi anh em ạ. Bước sang 400 là lên được thêm 1 sao nữa. Và chuỗi thì cũng khá là đẹp rồi. Ok. Thì mình xin chào các bạn nha. Bye bye. Chúc các bạn luôn vui vẻ và leo rank thành công.